Như đã giới thiệu ở phần cuối phần bài giảng trước thì ở phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm animation của camera. Thì chủ đề hôm nay sẽ là animation về camera. Thì việc đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một cái camera và cách để sử dụng nó, thao tác nó ở trên cái màn hình viewport của các bạn. Thì các bạn vào phần create, vào phần cái bảng camera ở đây, và các bạn chọn để mặc định là standard. Các bạn tích vào physical, đây là camera camera vật lý. Thì các bạn nếu mà nhấn vào màn hình thì nó sẽ không có xuất hiện cho các bạn đâu. Các bạn phải cầm và kéo, nhấp chuột trái và kéo như thế này này, đấy, như thế này, kéo. Thì cái camera của bạn sau khi tạo xong, các bạn vào modify. Hiện tại các bạn cứ để tất cả những cái thông số này về mặc định. Thì những thông số của camera này nó giống như là những thông số của những cái máy ảnh, những cái máy ảnh mà chụp hình ngoài đời thật á. Thì giống như ở đây thì nó có của Canon này, Nikon, Sony, một cái Canon nữa. Thì nếu như các bạn nào mà có tìm hiểu về máy ảnh á, thì những thông số này các bạn ấy sẽ rõ hơn. Còn về trong camera của 3D Max á, thì mặc định những con thông số này nó giống như là mắt người rồi các bạn. Có nghĩa là khi mà render ra một bức hình thì cái camera những thông số này như thế nào thì bên trong đó cái mắt người của mình nó sẽ nhìn y chang như vậy. Thì về những thông số mà các bạn có thể chỉnh sửa ở đây thì mình sẽ có một cái bài giảng riêng về nó, thế nào gọi là focal length, thế nào gọi là aperture và shutter speed ở đây cũng vậy. Với những cái thông số này thì mình sẽ có một cái bài giảng riêng về camera trong những cái khóa học animation nâng cao. Còn những cái khóa học animation cơ bản thì mình chỉ giới thiệu sơ qua cho các bạn tạo camera thôi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chia cái màn hình viewport này làm hai. Thì hoặc là các bạn sử dụng cái công cụ gọi là viewport layer tab. Mình thì mình chủ động hơn, mình vào cái phần nhấn chuột phải vào cái view cube ở đây, chọn configure, hoặc là các bạn nhấn vào Alt+F B như thế này thì cũng tương đương. Thì trong cái phần layout á thì mình hay sử dụng cái chia đôi màn hình dọc như thế này, một bên là cam và một bên là mình làm việc, thì mình sẽ ok. Thì như các bạn thấy thì sau khi tạo một cái camera á, thì tạm thời mình xóa cái cam này đi, thì mình đã hướng dẫn xong rồi. Thì cái cam này là cái cam mà bạn đã cái cam này nó có keyframe, thì mình tạm thời không xóa cái trên được. Thì ví dụ như là cái cam này á, các bạn qua cái màn hình viewport bên này này, hiện tại á, giả sử như nó như thế này đi, thì các bạn thứ nhất là vào cái phần render setup, nhấn vào render setup thì nó sẽ xuất hiện cho các bạn cái bảng tên là render setup. Những cái này tạm thời mình sẽ nói sau. Riêng về cái phần mà output size á, thì mình hay sử dụng camera ở chế độ HD TV, có nghĩa là cái chuẩn HD. Thì đây là Full HD 1080, còn đây là HD, còn đây là mi, ở dưới nữa là cũng là HD nhưng mà size nhỏ hơn. Thì mình cứ để HD thôi, rồi sau đó là ok. Thì ban đầu thì nó sẽ là custom như thế này, các bạn chỉ cần nhấn vào cái dấu mũi tên ở đây và kéo xuống phần HD TV. Rồi ok, để thể hiện
Được, camera ở trong viewport, các bạn chỉ cần chọn camera và nhấn chữ C ở trên bàn phím như thế này và đưa con chuột, đưa nhớ là đưa con chuột vào vào viewport, không cần phải làm gì cả, chỉ cần nhấn chữ C mà thôi. Đấy, nhấn chữ C thì cái camera của chúng ta coi như là di chuyển đâu thì màn hình viewport nó sẽ thể hiện cái camera ở đấy. Nhưng mà nó vẫn chưa có đúng với size của HD TV đúng không ạ? Thì các bạn nhấn thêm tổ hợp phím Shift F, Shift F, nó sẽ tự động nó cắt cái viewport của chúng ta ra để cho chúng ta có cái nhìn về về camera nó đúng hơn. Thì ở đây mình có mình sẽ nhấn vào cái camera mà mình dùng để giảng dạy đây, thì mình nhấn C đây. Thì mình nó có những cái thao tác chuột như sau, đó là thứ nhất là pan, orbit, dolly. Thì những cái từ này các bạn không nên dịch, bởi vì dịch thì nó sẽ là cái chảo, quỹ đạo với lại con cừu thì nó không có đúng lắm. Thì thuật ngữ của camera thì pan nó tức tức có nghĩa là đưa cam qua lại lên xuống như thế này, gọi là pan. Đấy. Rồi, orbit thì là nhấn chuột giữa đấy, là pan này. Đấy. Orbit là xoay cam. Thì các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl R. Nó tương đương với lại cái orbit ở đây các bạn. Đấy, nó tương đương với orbit ở đây, orbit camera. Thì các bạn đưa vào cái màn hình của camera. Các bạn có thể xoay. Thì như các bạn thấy cái mình xoay ở đây thì cái camera ở cái viewport bên 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 tay phải của mình nó cũng di chuyển theo. Đấy, các bạn có thể hình dung ra là orbit camera nó là như thế nào. Nó sẽ xoay cái camera của chúng ta xung quanh cái target. À, cái target. Đây. Các bạn nhấn chuột phải màn hình. Nhấn chuột phải vào cái màn hình và chọn Select Camera Target. Ok. Đây, cái target của chúng ta đây. Trên màn hình bên trái, cái viewport bên trái á, thì các bạn cũng thấy là cái target nó di chuyển theo theo tọa độ bên phải mà mình đang di chuyển. Đấy. Rồi. Tiếp theo là dolly. Thì dolly ở đây á có nghĩa là tịnh tiến các bạn. Tịnh tiến ra vào thì gọi là dolly. Trong camera các bạn nhấn tổ phím Alt+Z để các bạn coi như giống như là đưa camera vào sát hoặc đưa camera ra ngoài như thế này á thì gọi là dolly. Thì trong màn hình camera nó khác màn hình viewport ở chỗ là các bạn không thể sử dụng chuột giữa được bằng cách là lăn con chuột để zoom. Đấy, giống như là ở màn viewport này mình dùng chuột giữa mình có thể zoom, mà trong camera các bạn phải sử dụng dolly tại Alt+Z như thế này. Đấy. Rồi. Cái cuối cùng đó là tổ hợp phím Shift cộng chuột giữa lên xuống qua trái qua phải. Thì mình nhấn Shift rồi mình nhấn chuột giữa rồi mình qua trái qua phải. Đây. Rồi các bạn có thể lên đưa con chuột lên xuống, nó cũng không có thay đổi cái chiều qua trái qua phải của các bạn. Bởi vì cái tổ hợp phím mà shift và chuột giữa nó sẽ giúp cho các bạn khóa cái trục còn lại mà các bạn đã chọn trước tiên. Tức là cái trục trước tiên là mình chọn là cái trục ngang này nè, cái phương ngang này nè. Đấy. Nói là cái phương thì đúng hơn là cái phương ngang này nè. Thì sau đó thì mình không thể lên xuống được nữa. Rồi. Tiếp theo á là mình nhấn shift và chuột giữa. Sau đó rồi mình chọn lên xuống. Đấy, lên xuống. Thì mình cũng không thể nào mà di chuyển ngang được nữa. Thì đây là những cái giới hạn để cho các bạn coi như là đi camera trong những cái cảnh quay mà nó yêu cầu có lên và xuống, không có qua trái qua phải gì cả. Thì các bạn có thể sử dụng cái tính năng này. Đấy. Đấy, rất là tiện lợi. Rồi, ngoài ra thì những thao tác mà mình vừa làm ở đây á, nếu các bạn nào mà cảm thấy
mà các bạn cảm thấy như là cảm thấy khó xài ấy, thì thôi theo truyền thống thì cứ trên viewport mà các bạn di chuyển thôi. Đấy, ví dụ như thế này. Hoặc là các bạn chọn trong cái phần mà select and filter, các bạn chọn camera, thì nếu như các bạn chọn camera ở đây á, thì cái viewport này các bạn có quét đi chăng nữa thì các bạn cũng chỉ có thể chọn camera mà thôi. Đây, nó cũng chỉ có thể là chọn camera mà thôi, những cái khác không chọn, kể cả cái ấm trà ở đây nó cũng không chọn. Đấy, di chuyển qua lại này, tương đương với pen này. Thì cái nào phù hợp với các bạn thì các bạn cứ xài thôi. Tiếp theo là mình sẽ nói về animation. Đây là phần quan trọng. Animation. Thì như các bạn thấy là mình có tạo ra một cái đoạn animation có rất là nhiều key ở đây. Thì bây giờ mình sẽ nhấn play thử xem. Nhấn dấu hỏi hoặc là ấn play ở đây. Đây. Coi nó như thế nào. Đấy, cái camera nó xoay vòng tròn xung quanh cái ấm trà và trên màn hình viewport ở đây nó cũng xoay như vậy. Rồi. Rồi, trong phần animation ở đây thì mình sẽ nói kỹ hơn về time configuration. Time configuration. Có nghĩa là ở đây thì mặc định của các bạn từ 0 cho đến 100 frame, thế làm sao để có thể là đưa tới 300 frame được? Cách thứ nhất là các bạn ấn vào Time Configuration ở dưới này. Các bạn xem cái tỷ lệ khung hình trên giây của chúng ta hiện tại là sử dụng cái chuẩn là NTSC là 30 khung hình một giây. Và mình chúng ta đang để chế độ là hiển thị frame. Và thời gian bắt đầu của chúng ta là frame bắt đầu từ frame 0, kết thúc của chúng ta mặc định là 100, và sau đó là các bạn có muốn chỉnh á thì chỉnh con số này lên thành 300 thế thôi. Đấy, còn có những cái bên này nó đếm hay là cái gì đấy thì nó thực tế cũng không có quan trọng lắm đâu. Đấy, cũng không có quan trọng lắm đâu. Rồi, thì chỉ có như vậy thôi. Ok. Rồi, bây giờ mình tạm thời mình sẽ xóa những cái key này đi. Rồi, mình sẽ làm lại. Xóa nó đi. Và mình sẽ làm lại. Mình sẽ nhấn Auto Key bằng cách nhấn phím N trên bàn phím. Sau đó mình di chuyển tới frame 50 chẳng hạn. Đây, 50. Mình đưa camera tới đây cho nó nhìn đằng sau cái ấm trà. Rồi, đến frame thứ 100 nó đi tới đây, nhìn qua bên trái cái ấm trà 150, nhìn qua phải cái, nhìn đằng trước cái ấm trà 100 đến 200, 100 về vị trí cũ nhưng cao hơn chút xíu nữa. Bạn có thể nâng trục Z ở đây lên cũng được. Đấy, nâng lên. Ok. Rồi, tiếp theo 250, các bạn có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào mà các bạn muốn ở trên viewport nhé, không có phải là nhất thiết phải làm theo mình đâu. Ở đây chỉ là bài giảng cơ bản mà thôi. Rồi, tiếp tục frame cuối cùng đây, không nói rồi đi xuống. Rồi, mình đã có một cái đoạn animation rất là cơ bản đúng không ạ? Đây, mình có thể nói là rất là cơ bản. Mình sẽ nhấn play. Play. Rồi. Như các bạn thấy là camera của chúng ta nó khá là giật. Nó giật mà nó lắc. Lý do tại sao à? Để kiểm tra lý do tại sao, chúng ta vào bảng motion. Motion ở trên này nhé, tức là chuyển động á. Thì trong cái bảng motion ở đây á thì mình sẽ nói về cái motion path. Thì ở phiên bản 2018 của Max mới có motion path các bạn. Nếu như các bạn nào mà sử dụng từ phiên bản Max 2017 trở xuống thì cái motion path này nó sẽ không có, và thay vào đó nó sẽ có cái tên là trajectory. Trajectory là quỹ đạo. Thì nó cũng giống motion path thôi, nhưng mà cái tính năng thì nó lại không có bằng thằng motion path.
Thì như các bạn thấy là khi mà mình bấm vào Motion Pass á, hoặc là các bạn nào phiên bản dưới á, mà học 3D Max á, mà từ 27 trở xuống á, thì nó cũng sẽ xuất hiện cái đường quỹ đạo cho các bạn như thế này, nhưng nó sẽ không có những cái tay cầm ở đây. Đây, những cái tay cầm những gọi là handle, thì nó cho phép các bạn gần như là chỉnh sửa cái đường đi của chúng ta. Như các bạn thấy là mình có thể chỉnh trục X. Đấy, lý do tại sao mà nó không mượt á là vì nó không có tròn lắm, đúng không các bạn? Nhìn là có thể thấy là nó không tròn, đang đi tự nhiên gấp khúc nè. Đấy, thì các bạn, cái lợi thế của phiên bản Max 2018 là ở đó thôi, nó cho phép chúng ta chỉnh sửa luôn ở trong cái màn hình viewport ở đây. Đấy, thì nó sẽ cho bo tròn cho các bạn. Thế thì mình sẽ dạy cho các bạn, dạy chung luôn chứ không có dạy riêng Max 2018. Nếu các bạn nào mà xài phiên bản thấp hơn á, thì các bạn phải vào cái gọi là cái bảng Curve Editor. Curve là đường cong, Editor là chỉnh sửa. Thì những cái đường cong Curve này á, nó chính là cái đồ thị biểu hiện trục X, trục Y, trục Z cho các kiểu như là tịnh tiến, xoay hoặc là scale hoặc là bất kỳ một cái thông số nào của object, nó đều được thể hiện ở Curve Editor. Có nghĩa là Curve Editor là nơi quản lý đồ thị của tất cả những thông số của vật thể. Đấy. Làm animation hãy nhớ Curve Editor cực kỳ quan trọng. Rồi, bây giờ mình bật Curve Editor lên. Rồi, Curve Editor hiện tại nếu như các bạn nào mà nó màn hình mà nó như thế này, các bạn có thể dock nó vào một bên như, như mình đang làm cho dễ nhìn thôi, không có gì cả. Bây giờ mình nhấn Alt Add Q để phóng to cái này lên. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái bên này. Ở trong màn hình Curve Editor thì các bạn thao tác chuột cũng cũng khá đơn giản thôi. Ví dụ như các bạn muốn pan á, muốn tịnh tiến á, cái màn hình á qua lại á, các bạn nhấn chuột giữa. Muốn zoom á, các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl Alt Nát chuột giữa và cứ ngồi xoay cho đến khi nào mà các bạn coi như cảm thấy cái nơi mà các bạn cần làm nó phù hợp. Thì bây giờ ví dụ như là mình chọn cái key ở đây nè, khi mà mình chọn nó có màu trắng này thì nó xác định là ở đây. Rồi, bây giờ mình muốn bo tròn nó cho mà các phiên bản là thấp hơn á, thì các bạn phải vào đây, các bạn ngồi chỉnh như thế này. Đấy, ngồi chỉnh như thế này. Đấy. Đấy. Rất là cực phải không ạ? Nhưng mà các bạn có nhiều cái á, ví dụ như motion path ở đây nó chỉ phù hợp với lại những vật thể mà di chuyển ở đây thôi, thì đằng nào thì các bạn cũng phải học Curve Editor thôi, tại vì nó có những cái thông số khác không có liên quan gì tới tới camera hay là vật thể di chuyển hay là gì cả, thì đành thôi, các bạn phải học thôi. Thì cái Curve Editor này mình sẽ giảng đi kèm cho những cái bài mà ví dụ thực hành sau này trong animation nâng cao, thì nó sẽ dễ hình dung hơn cho các bạn. Đấy, ví dụ như còn cái bên này chẳng hạn. Đây, các bạn thấy không? Cái trục Y của nó bị gấp khúc nè. Thì làm bo tròn nó một chút xíu, bo tròn nó chút xíu. Ví dụ như thế này. Rồi, trục Z chẳng hạn, trục Z thì cũng bo tròn nó chút xíu. Bo tròn nó chút xíu. Ok. Ok chưa nào? Còn bên này nữa thì sao nhỉ? Đây, bên này cũng vậy. Đấy, bên này cũng vậy, làm cho nó tròn hết. Cái gì mà nó gấp khúc thì các bạn cứ làm cho nó tròn. Rồi, bây giờ thì nhìn vào đây các bạn cũng thấy là nó khác ban đầu rồi đúng không? Là nó bo tròn hơn là cái hồi nãy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạm thời chúng ta tắt cái Curve Editor của chúng ta đi. Rồi, nhấn Alt Q. Và chúng ta sẽ kiểm tra
animation của cái camera của chúng ta nè. Rồi, có vẻ như nó đã đỡ hơn một chút rồi. Rồi, đó là cái animation của chúng ta. Cái camera animation. Còn về hồi nãy mình có nói là có hai cách để coi như là để chỉnh cái thời gian ở đây đúng không? Thì mình quên nó cách thứ hai. Cách thứ hai á là các bạn nhấn tổ phím Control Alt Tab chuột 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 phải, Control Alt Tab chuột phải. Đây, mình nhấn Control Alt Tab chuột phải để coi như là để di chuyển cái thời gian ở đoạn cuối ra nhiều hơn hay ít hơn tùy mình. Control Alt Tab chuột trái là để chỉnh thời gian bên trái. Đấy, ví dụ như thế này. Control Alt Tab chuột giữa là để coi như là để giống như là để pen nhé, để di chuyển cái thành thời gian của chúng ta như thế này. Đấy. Thao tác thì chỉ có như vậy thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ để lại 300 nè. 300. Rồi, ok. Phần tiếp theo mình muốn nói là ngoài cái cách mà các bạn đi cam như thế này, có nghĩa là chỉnh theo tọa độ, thì các bạn còn có một cách khác. Đó chính là đi cam theo một cái đường mà các bạn vẽ. Mình chọn ôn đi cho dễ chọn cái đường này. Ok. Đây, giả sử như mình tạo ra một cái đường đi cho camera và mình muốn cái camera nó đi theo cái đường đi đấy, thì có một cách. Thứ nhất là các bạn vào phần Create, vào bảng Shape. Đấy, Shape. Thì trong đây mình tạo một cái helix. Như các bạn thấy là một cái helix. Đấy, một cái helix, cái đường đường xoắn ốc ấy. Rồi, mình đã tạo sẵn cho các bạn rồi. Mình vào modify. Thì các bạn có thể coi như là chỉnh sửa cái helix này. Rồi, rồi. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái animation mà của cái camera dính với cái đường path ở đây. Này gọi là đường path nhé. Rồi, lại khoan đã, bây giờ chúng ta phải chuyển cam nhé cho cái màn hình viewport này bằng cách nhấn chữ C. Ok, tựa đề của chúng ta sẽ là Camera Animation Path Constraint. Play. Đấy, như các bạn thấy là camera của chúng ta đi theo cái đường xoắn ốc này. Và các bạn thấy nó rất là mượt đúng không ạ? Không có một cái giật hoặc cái lắc nào cả. Đấy. Lý do là vì cái đường này được tạo bởi bởi một cái helix, và cái helix này nó khá là chuẩn rồi. Không có còn cái thể nào mà chuẩn hơn được nữa. Ok. Thì làm sao chúng ta có thể dán một cái camera vào đây? Đấy. Câu hỏi là làm sao để dán cái camera vào đây? Thì chúng ta tạm thời mình sẽ delete, mình sẽ delete cái cam này đi, delete đi. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra một cái cam mới, physical. Đây, mình chọn cái target, mình align nó vào cái ống trà. Ok. Sau đó là mình sẽ làm việc tiếp theo là nhấn chữ C để cho nó thể hiện ra cái màn hình của camera ở đây. Rồi, trong phần menu animation ở đây các bạn tích vào, các bạn chọn constraint và các bạn chọn path constraint. Thì ở đây ý nghĩa của constraint á, trong animation có rất là nhiều cái giới hạn, cái gọi cái ràng buộc á, constraint á, thì nó sẽ ràng buộc cái camera của chúng ta theo một cái path, tức là một cái đường đi được vẽ bằng bằng spline. Nhấn vào và chúng ta sẽ chọn cái line ở đây bằng cái tích vào. Ok,
Và sau khi tích vào, các bạn sẽ thấy là trong cái time slider của chúng ta nó sẽ tạo ra hai key, key đầu và key cuối. Thì để xem nó, các bạn vào phần motion chọn cái bảng parameter. Đây, nó sẽ xuất hiện cho chúng ta cái những cái thông số như là position list, thì nó đã để cái camera chúng ta ở cái dạng là path constraint. Rồi những thông số số tiếp theo thì các bạn không 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 phải mấy quan tâm lắm đâu. Rồi, chúng ta hãy di chuyển đến 300. Như các bạn thấy, khi mà mình di chuyển á thì con số này nó tăng lên, và nó tăng lên đến 100%. Tức là có nghĩa là nó đi 100% quãng đường cho các bạn. Rồi. 100% quãng đường. Rồi mình tiếp theo mình muốn nói là bây giờ mình sẽ play cái animation ở đây. Play. Thì như các bạn thấy là nó di chuyển khá là đột ngột phải không ạ? Không, phải nói là nó khá là đều. Đấy, vận tốc đều hoàn toàn luôn. Làm cách nào để chúng ta có thể chỉnh sửa được cái tốc độ này? Thì cách duy nhất tới thời điểm hiện tại, và cũng là cách tối ưu nhất, chứ không phải cách đặt key đâu nha các bạn, đặt key tay ở đây đâu nhé, thì cách đó nó hơi cực, không phải là không được mà nó rất là cực. Rồi chúng ta vào Curve Editor, lại Curve Editor, và chúng ta sẽ xem cái animation của chúng ta. Nó là một cái đường tuyến tính các bạn, mà trong tiếng Anh nó gọi là linear. Đây, trong tiếng Anh nó gọi là linear. Đây, mình sẽ kéo nó xuống cho dễ nhìn chút xíu. Rồi. Cái đường mà chúng ta đi á là đường của camera từ 0 cho tới 100%. Đây, 0 cho đến 100% là một đường thẳng tuyến tính linear. Bằng cách nào mà chúng ta có thể thay đổi được nó? Thì ở đây cho dù các bạn có ấn ở đây là cái gì đi chăng nữa thì nó cũng không thay đổi. Ở đây là cái bảng coi như là để chỉnh cái đồ thị của chúng ta đó. Đây nè, linear là set tangent, tangent linear. Để sửa nó, các bạn nhấn chuột phải vào trong percent, cái phần trăm của chúng ta đây, nhấn vào, các bạn phải đổi nó assign controller, tức là áp cho nó một cái bộ điều khiển khác. Thì hiện tại bộ điều khiển của nó chính là linear plot. Thì nếu như các bạn nào mà học đại số, hoặc là học lập trình, hoặc là học bất kỳ một cái môn toán học nào mà liên quan đến máy tính á, thì các bạn sẽ biết con cái chữ float này tức nghĩa là số thực. Nhưng mà các bạn cũng đừng quan tâm nó lắm, thì trong đây nó có khá là nhiều những cái con số phức tạp khác. Các bạn chỉ cần quan tâm vào linear. Linear thì nó không cho các bạn chuyển, các bạn phải đưa về Bezier, Bezier plot. Thì Bezier là gì? Thì bây giờ mình ok nó, thì các bạn thấy nó tự động nó đổi cho chúng ta thành những cái đường cong và cho phép chúng ta thay đổi cái tay cầm ở đây. Đấy. Thì mình sẽ dừng lại ở đây và sẽ nói sơ về đường cong Bezier trước. Nó cũng khá là quan trọng trong 3D Max. Thì các bạn nhiều cái controller giống như hồi nãy á, là các bạn cần phải chỉnh sửa, thì các bạn phải 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 đưa về Bezier để chỉnh sửa. Thì sơ lược thì Bezier là tên của một cái ông người Pháp, một cái nhà khoa học, và các bạn có thể lên Wikipedia để hiểu Bezier hơn. Thì những cái này nó khá là rườm rà phức tạp, ai học toán thì mới có thể biết được, nhưng mà chúng ta có thể nhìn đại khái những cái hình động ở dưới này để có thể hiểu được Bezier là gì và tại sao chúng ta phải đưa về Bezier. Chúng ta cần cái handle đó các bạn, chính là những cái tay cầm ở đây này.
Đấy, những cái tay cầm ở đây chúng ta cần là cần những cái đấy. Đấy, còn linear nó không, nó là tuyến tính nên x bằng bao nhiêu thì y bằng bấy nhiêu. Nó giống như là cái hàm y bằng alpha x vậy. Alpha là cố định nhưng x thay đổi là y thay đổi theo. Nó không có, nó không có tay cầm, nó không có một con số là cộng beta hay cái gì cả. Đấy. Mình nói sơ vậy thôi, còn ai muốn tìm hiểu thì cứ lên Wikipedia tìm hiểu. Rồi. Bây giờ chúng ta đã thấy chúng ta có thể chỉnh sửa nó. Bây giờ mình đưa về mặc định là linear để chúng ta thấy là ban đầu á là nó nhanh như thế nào. Có nghĩa là ngay nó mất khoảng 30 frame là nó có thể vượt qua con số là trên là 10% rồi. Đây, 30 frame là 10% rồi. Tuy nhiên nếu chúng ta để cái chế độ gọi là set tangent to slow, có nghĩa là chậm, thì nó mất khoảng 30 frame một giây. Ở đây nó chỉ đi khoảng có khoảng chắc cũng 2% thôi, có nghĩa là nó đi từ từ vào chứ nó không có đi vội vào. Trên này cũng vậy, chúng ta đưa về slow đấy, thì khi mà nó về về cuối nó mất rất là nhiều thời gian để coi như là nó đưa nó di chuyển một cái đoạn rất ít. Thì đây là cái cách mà chúng ta sử dụng để làm cho tốc độ của vật thể nó nhanh dần đều hoặc là chậm dần đều. Trong trường hợp này á, nếu mà các bạn nào muốn cho nó nhanh dần đều á thì cứ để fast ở đây. Fast đấy, ngay lập tức nó bùng một phát, mới có bao nhiêu thời gian thôi là nó lên khoảng 30% rồi. Hoặc các bạn cũng có thể đưa hết về cái dạng coi như là dạng auto auto đấy, thì các bạn có thể chỉnh theo ý của mình, hoàn toàn có thể được, không có gì cả. Rồi thì mình cứ để mặc mặc định là cái đường đường này đi, thì nó là chậm dần đều mà, chậm dần đều. Rồi ok, xong phần đấy là mình nghĩ là mình giới thiệu cho các bạn về animation camera là như vậy là được rồi. Thì mình nói thêm là cái path constraint ở đây này, thì các bạn có thể đưa một cái vật thể cho nó chạy theo cái đường path đấy. Ví dụ như ở đây là một cái hộp, nó chạy theo cái đường line mà mình vẽ đây đấy. Thì để cho nó chạy chính xác á, thì nó không đơn giản thế này, nó chỉ phức tạp hơn chút xíu là chúng ta nhấn thêm vài nút thôi. Vì ban đầu thì chúng ta sẽ tạo ra một cái hộp, một cái vật thể nào đấy như một con cái chiếc xe hơi chẳng hạn đấy, ví dụ như đây chẳng hạn. Bụp. Rồi chúng ta chọn animation constraint, path constraint, click vào đây, click vào nó sẽ vào cái điểm đầu của cái spline ở đây. Rồi nếu như mà các bạn cảm thấy như ở đây không phải là điểm khởi đầu mà đến đây mới là điểm khởi đầu, các bạn vào cái đường line này, bạn nhấn vào vertex, các bạn chọn cái điểm này. Và ở đây nó có cái chữ là make first, có nghĩa là tạo ra điểm đầu tiên. Các bạn nhấn vào make first thì ngay lập tức cái khối hộp của chúng ta nó sẽ đưa vào đây, tại vì nó hiểu đây là đầu tiên chứ không phải là cuối cùng. Đây cũng vậy, nếu các bạn muốn đây là make first, các bạn chọn make first. Còn những cái điểm này á mà các bạn chọn make first á thì nó sẽ không có hiểu đâu, bởi vì á nó chỉ hiểu đầu cuối mà thôi. Rồi ok, trong tới đây các bạn vào bảng motion, các bạn sẽ thấy là có một cái chữ tên là follow. Follow nhấn vào thì nó sẽ cái khối hộp, bây giờ mình sẽ không follow trước mà mình nhấn play trước này cho các bạn xem. Đấy, nó không có thay đổi cái chiều đi của nó đúng không, cái hướng mặt của nó đúng không. Các bạn chỉ cần nhấn vào follow là nó sẽ có hướng cái mặt của nó đi. Thì cái mặt đây á là những cái trục mặc định, nó là trục x, các bạn cũng có thể thay đổi thành trục y, trục z đấy, ví dụ như thế này, đó là tùy các bạn.
Rồi, ngoài ra nó còn có những cái thông số như là nghiêng chẳng hạn, giống như thế này. Đấy, đang chạy mà nghiêng 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 nghiêng. Đấy, các bạn thấy không? Nghiêng, nghiêng. Giống như xe mà ôm cua vậy á, thì nó phải hơi nghiêng một chút. Đây nó cũng vậy, nghiêng. Đấy, nghiêng. Rồi, chỉ có như vậy thôi. Thì mình nghĩ là thông qua cái bài giảng này, các bạn cũng hình dung ra được là mình đi camera như thế nào rồi. Nó không có phức tạp đâu các bạn, nó cũng khá đơn giản thôi. Còn về cái chuyện mà đi cam đẹp hay không á, các bạn phải luyện tập, các bạn phải có những cái nhìn, những cái mình các bạn phải xem phim nhiều lên, rồi các bạn phải tưởng tượng nhiều lên thì các bạn mới có thể đi cam tốt được. Có những cái camera người ta phải quăng cái camera đi ngoài thực tế đấy nha. Có nghĩa là sẽ có một cái ông đứng ở đầu xa kia và bạn là người đi cam, thì có những cái cảnh quay là ông ta sẽ cầm cái camera, ông quăng cái camera hàng tỷ đồng luôn qua cho bên kia người ta chụp để quay được những thước phim coi như là hành động như vậy. Nhưng mà cái kỹ thuật đó thì không phải ai cũng làm được, nhưng mà trong 3D lại rất là dễ, vì trong 3D camera là camera ảo. Ý của mình muốn nói ở đây là các bạn muốn đi cam đẹp, các bạn phải xem phim nhiều lên hoặc bạn phải tưởng tượng nhiều lên thì các bạn mới có thể đi cam đẹp được. Đấy, thì cái bài giảng về camera đây mình sẽ kết thúc ở đây, và ở phần tiếp theo mình sẽ nói về những animation cơ bản trong cái video tai nghe của chúng ta.